Chào quý bà con cô bác anh chị và các bạn, lại một siêu phẩm nó quay lại với shop xe cũ hay bánh chấp VN. Các bạn có thể tham khảo thêm trên website xe cũ hay bánh chấp VN để biết những cái giá xe về liên tiếp liên tục lựa chọn ở trên hệ thống của shop xe bánh. Thì hôm nay một con xe Vision vừa mới về tới, bắt đầu mình quay lên luôn để bắt đầu lên cái hệ thống, lên trên kệ của website cho anh em bà con cô bác có thể lựa thoải mái. Đây, con này là Odo 14.000, chưa có giá nha. Thì giá mặc định của Vision bây giờ rất là cao. Con này sẽ tầm khoảng 3x. Đang còn keo luôn nha. Còn keo luôn. Len keo sờ ben. Anh em nhanh tay lựa. Bên này ngoài Vision này ra, mình còn thêm một em Vision màu đen nữa, cũng Odo tầm này 15.000, màu đen luôn. Với cái dáng xe nhỏ gọn á, nhỏ gọn dễ đi, nữ đi được, nam đi được, màu sắc cá tính, thì mình có thể chọn thoải mái các dòng xe Vision ở trên kệ xe cũ bánh chấp VN. Nó những con xe này đều còn rất là đẹp nha. Như con màu đỏ này thì hiện là dàn áo còn dán keo đó, vết chạy là không có luôn. Thì mình thấy là không có, vừa mới về chưa kịp nghía luôn. Chắc có thể là anh em phải nhanh tay mới được, chứ còn mà không nhanh tay là có thể là sẽ có khách tới lựa nhanh đó. Dòng Vision bây giờ đang rất là hot nha, đang rất là hot. Rồi, muốn lựa xe các bạn cứ tham khảo website xe cũ hay bánh em, vật là gọi trực tiếp lên số hotline cho màn hình để bên mình có thể tư vấn các dòng xe hiện có ha. Nhanh tay lên nào. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop hai bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.